Điều gì đã khiến em chọn Amway là con đường để phát triển cá nhân và sự nghiệp cho mình? Đầu tiên thì em vào Amway với cái mục đích đấy là học hỏi và giao lưu. Nhưng mà dần dần em càng phát hiện ra là Amway là một cái môi trường rất là tốt để mình có thể là học thật cao, là mình có thể hoàn thiện cái kỹ năng để mình có thể là phát triển sự nghiệp của mình. Và em chọn Amway bởi vì là Amway là cái công ty mà tốt nhất à làm cái công ty mà em cảm giác như là khi mình ở đấy mình được là mình là mình ở trong một cái gia đình của mình chứ không phải là một nơi xa lạ. Câu hỏi thứ hai anh muốn dành cho em à làm thế nào để em có thể quản lý tốt cái thời gian của mình giữa công việc kinh doanh amway và các công việc ở bình thường của em khác. À, à, em thì dùng cái chuyển dịch bởi vì là ban đầu thì em cũng chưa nghĩ là mình sẽ toàn tâm toàn ý với amway, cho em có làm công việc khác và em dành 1 đến 2 tiếng mỗi ngày và dần dần khi mà mình có tự tin hơn với công việc em quay mình chuyển đổi dần thời gian và bây giờ thì em làm toàn thời gian với em quay thì à, với cá nhân em 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 thấy là mình ổn với cái 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 chuyển đổi như thế còn nếu mà mình à, lập tức làm một cái gì đấy mà mình chưa chưa có cái niềm tin thì chắc chắn là cái kết quả nó sẽ không tốt à, em chọn cái cách an toàn như thế à, câu hỏi cuối cùng anh muốn dành cho em Điều gì làm em có thể giữ được cái sự lạc quan trong cái quá trình làm kinh doanh amway như vậy? À, vâng, thì cái sự lạc quan thì không phải là lúc nào cũng có, nhưng mà dần dần mình kéo dài và mình cảm thấy là à, nó tốt hơn. À, đầu tiên là vì những cái kiến thức mà em học được về sức khỏe, à, giúp cho em cải thiện về sức khỏe, giúp cho em cảm thấy là ở à, tinh thần của mình tốt hơn. Thứ hai là à, ở trong cái môi trường này khi mà mình à, xuống năng lượng ấy thì cũng có những thầy cô bạn bè Thậm chí là những cái khách hàng của mình uh, Giúp đỡ, động viên uh, Làm cho mình cái cuộc sống của mình Nó dần dần là cái sự lạc quan nó tốt hơn Và em cảm thấy rằng là Ở đây là một cái môi trường Nó rất là thiện lành Để mình có thể là được uh, Gọi là uh, Chữa lành uh, Em cảm thấy rất là thoải mái với môi trường này uh, Buổi trò chuyện rất là vui uh, Chúc em sẽ thành công hơn nữa trong con đường uh, Lựa chọn kinh doanh Amway của mình